Mini T siêu hot xua tan cái lạnh Hà Nội. Không khí lạnh dự báo tiếp tục đến hết tuần. Dự cái lạnh 8 độ, Mini Mart siêu hot 15%, mang cái tên ấm áp đến cho mọi nhà. Hãy cùng mình khám phá các sản phẩm đang được khuyến mãi trong này nhé. Những sản phẩm được giảm giá có thể kể đến: nước rửa tay bảo vệ vật dụng tay boy chưa đến 67.000 đồng. Nước rửa chén sunlight chưa đến 30.000 đồng. Viên vệ sinh chưa đến 33.000 đồng. Và cuối cùng không thể không kể đến nước giặt xả đơn nhi màu tím chưa đến 165.000 đồng. Giấy vệ sinh Chewell 12 cuộn chưa đến 90.000 đồng. Giấy rút lụa 200 tờ Chewell chưa đến 17.000 đồng. Cùng đến Mini Mart để xin điều hot về nào.